Rogan, Homer, Rogan, Homer, Rogan, Homer,
Vâng, và tôi không thể không bình luận trận này. Một cái trận thi đấu mà rất lâu rồi tôi được thấy một bài dâng A đến từ No1. Một trận quá xấu của No1. Vâng, anh dâng A và đánh với một cái bài mà 6 BA. Và rất may cho anh, đó là chính là Gunny đang xây một cái nhà BA mà rất có lợi cho No1. Một chiếc nhà BA. Vâng, các bạn nhìn thấy chiếc nhà BA này. Một chiếc nhà BA mà không thể đi ra được, vào No1 đang phải e. Bây giờ thì cho những con nông dân của mình có thể có những con cung lở mình vào để móc máy nhà của game thủ Gunny. Lượng thịt vẫn đang còn rất nhiều. Vâng, để lại 120 gỗ để có thể thiết kế được chiếc BF. Vâng, ngừng một con cung lở. Bây giờ Gunny cũng đánh một cái bài bỏ nhà. Nhưng mà người có lợi thế sẽ là No1, khi mà No1 đang ốp được A. Gunny sẽ không ra được dân, không ra được quân. Đúng rồi, rất tốt trong bài thi đấu này. Vâng, phía dưới có bãi gỗ No1. Phía dưới nhà BA của Gunny có bãi gỗ. Vâng, đặt BS chứ. Đặt BS. Vâng, đang không có gỗ. Không, nhưng mà anh quyết định. Vâng, phía dưới đấy. Phía dưới đấy có cái bãi gỗ của No1. Vâng, đang đốt BA của Gunny. Ở đang trận thi đấu này thì No1 sẽ là người giành chiến thắng khi mà anh đang đánh một bài quá hay. Đúng rồi. Cứ bắn bãi gỗ thôi và Gunny sẽ không làm cái gì được. Gunny đang bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy. No1 đánh một bài rất hay. 6 BA, dâng A và đánh chết Gunny ngay từ trứng nước. Và cũng kể đến Gunny một bài lên muộn hơn No1. Gunny không còn lực nữa rồi. Và anh đang cố gắng đi dò nhưng mà không dò được cái gì. Bằng lại về những bãi gỗ. Bây giờ bắn nốt BA thì là chiến thắng. Vâng, bãi gỗ trên, đúng rồi. Gunny bây giờ chỉ đi ăn gỗ thôi mà. Chuẩn bị hết dân dành cho Gunny. Hết cả BA luôn. Vâng, anh cầm ra đập dân. Vâng, bất lực. Bất lực rồi. Và tỷ số sẽ là 4-2 ở trong cái kèo đấu ACC đấu thứ hai này. Và các cầu thủ quyết định với nhau chạm 4. Và kết thúc bãi quả. Bãi quả. Rồi, chạy rồi. Vâng, ăn bãi quả này rất ngang nhiên đến từ No1. Và Gunny khả năng sẽ quit ngay sau đây.
Gunny đang rất chơi cối ở trận đấu cuối cùng này, một trận đấu quá hay của No1. Vâng, với cái trình độ đánh cung đoạn này của No1 thì chắc không còn kém tôi xa nữa đâu. Và kinh không? Vâng, và có khi sau trận đấu này tôi phải tặng Gunny một cái danh hiệu là siêu trời cối mất thôi. Còn timeline đang đẹp 7-3 và anh vẫn cố gắng đánh. Vẫn lưu chờ. Ôi giời, thật khó cho Gunny ở trận thiếu này. Thật khó lắm rồi. Ô không, không hiểu sao Gunny đấy đâu, lắm quân vậy ta. Vâng, và bây giờ bị vấy thì đi. Vâng, đây là một con đường tử, một con đường không có đường ra. Gunny đang cố gắng. Vâng, No1 đang rất nhiều gỗ, thừa giấy và vẽ voi. Vâng, và bắt gần như là chọn kích QR này. Vâng, còn 4 con QR có thể chạy thoát. Khó rồi, khó. Tỷ số sẽ là 4-2 và tôi sẽ sửa chỉ đổi tỷ số luôn.
Và khả năng đây là trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Và Game TV sẽ xin tạm dừng cuộc quay phát giữa No1 và Gunny tại đây. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chúng ta sẽ 10 giờ, nếu bạn nào thích xem cường thì 10 giờ tối các bạn hãy đến với chúng ta, đến với chúng tôi.